Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tình báo của tác giả Nhị Hồ Bên bờ vực thẳm Phần 2 Đến đầu đường Bà Lê Trân, bên hông khu chợ Tân Định, Vũ cho xe chạy chậm lại, lách qua ba chiếc xe du lịch đậu sát bên lề đường con đường nhỏ này trở nên nhộn nhịp. Xe hơi đủ kiểu, đủ màu. Từ khi tấm băng dài 10 thước, nền vàng với hàng chữ đỏ, phong trào cách mạng quốc gia đô thành bộ Sài Gòn chợ lớn. Được dựng trên nóc căn biệt thự số 62, Vũ cho xe quẹo vào cổng đến vị trí dành riêng. Dừng lại bên cạnh chiếc xe quen thuộc của Chủ tịch Nguyễn Thiệu và Ủy viên Thường trực Nguyễn Văn Phúc. Vũ xuống xe, đi qua phòng khách lớn anh chỉ giơ tay, chào chung số ủy viên và số khách quan hệ giao dịch, rồi rẽ vào hành lang đến văn phòng của ủy viên tổ chức. Vừa ngồi xuống ghế, viên thư ký già đã ôm tập hồ sơ trịnh trọng đặt lên bàn. Thưa ông ủy viên, bác sĩ Tuyến vừa kêu điện thoại lại, nói có việc cần trao đổi. Tôi báo ông chưa đến. Bác sĩ dặn khi ông đến văn phòng, ông gọi điện cho bác sĩ ngay. Cảm ơn. Giấy tờ có gì không bác? Thưa có hai công văn xin chữ ký của ông ủy viên Không có chi quan trọng Thôi được, bác để đó cho tôi Chờ bác thư ký về phòng riêng Vũ nhấc ống điện thoại và quay số Alo, anh Tuyến à? Vũ đây anh Có gì đấy anh? Không có gì quan trọng Nếu có thì anh Thiệu, anh Phúc ở nhà giải quyết Tôi đi với anh vài ngày được thôi Vâng, nửa giờ nữa tôi qua gặp anh Vũ đặt ống nghe vào máy rồi giờ coi kẹp bìa để sẵn trước mặt bàn. Tài liệu tham khảo, bản tin Việt Tấn Xã, tập báo ngày và công văn trình ký. Số công văn nội bộ, anh đã biết nội dung trước khi cho đánh máy. Vụ đốt thuốc, ngả lưng vào thành ghế rồi suy nghĩ. Việc tuyến mời anh đi Cần Thơ chiều nay. Hắn nói công việc khá quan trọng, không thể trao đổi qua điện thoại. Có gì liên can đến vị trí, chức năng của anh chăng? Vấn đề Trần Văn Soái chăng? hay vấn đề hòa hảo? Rít một hơi thuốc thật dài, Vũ lặng đi giấy lát. Kiểm lại rất nhanh và cũng nhận định rất nhanh. Về bản thân không có gì đáng quan tâm khi anh đã tạo được mức đáng tin cậy khá cao và vững. Dù gần đây anh thấy lác đác một số tên phản bội quê hương trốn vào hàng địch ở trong dịp đình chiến, nhưng chúng không có cơ sở để hại anh được. Đây là vấn đề cốt lõi mà thủ trưởng trung tâm và đồng chí Thành Minh đã nhắc nhở. Người chiến sĩ tình báo hoạt động nội địch chỉ có hiệu lực khi được tin dùng. Từ đó mới có khả năng đi sâu, leo cao vào cơ quan đầu não của chúng. Khi địch đã nghi, dù chỉ nghi ở mức độ thấp nhất, cũng thất bại thôi. Thủ đoạn nhất thời để qua mắt địch không thể đảm bảo an toàn lâu dài. Những lời can dặn đó đã khắc sâu trong lòng Vũ. Anh luôn luôn thận trọng trong ăn nói trong tiếp xúc giao dịch ngay cả cử chỉ và thái độ từng lúc phải kiểm soát mình anh đã đạt được sự tin cậy vượt cả yêu cầu khi chính trần kim tuyến khuyên anh gia nhập đảng cần lao nhân vị và mời anh làm phụ tá cho hắn việc tuyến mời anh đi cần thơ chỉ có thể là vụ hòa hảo vũ thừa nhận trong quá trình đi trinh sát trần văn soái anh đã cố gắng tránh mọi sơ hở tránh lộ mặt nhưng vì tình hình giao dịch quá phức tạp quả là khó khăn cho việc tự kiểm soát mình đó là vấn đề anh quan tâm nhất trong suốt mấy tháng trở lại đây tuy anh có một yếu tố trọng tâm để làm điểm tựa anh là dân di cư anh không thể là tín đồ hòa hảo với soái lại chẳng có gì để ràng buộc mặt khác có nhiều thuận tiện soái kéo tàn quân về hàng đúng lúc nhà trắng đang đặt vấn đề ngô đình diệm có đủ khả năng để ổn định sớm tình hình bất lợi ở miền Tây không? Dù với điều kiện phải cam kết với Mỹ, Diệm cũng đã đạt được một số kết quả nhất định để củng cố địa vị. Tổng thống Eisenhower chịu ủng hộ cá nhân ông ta, chưa thay ngựa giữa dòng lúc này. Tuy nhiên, Eisenhower còn đòi hỏi và tất nhiên sẽ còn đòi hỏi ở Diệm nhiều hơn nữa. Anh em Nhu, Diệm và tập đoàn Tay Chân đã vui mừng khi đại tá CIA lên sân đền, người có công lớn nhất để bảo hộ diệm, báo tin, 200 triệu đô la viện trợ cho năm 1956-1957 đã đến Sài Gòn, cùng với hai cố vấn trọng yếu, tướng Samuel William, phụ trách xây dựng, 150.000 quân bản xứ và chuyên gia Von De phụ trách kế hoạch định cư, Đình điền. Cả hai kế hoạch đã được phê chuẩn. Diệm ban cho nhóm tàn quân Trần Văn Soái ưu đãi đặc biệt lúc về hàng. Vì ông ta coi Soái là cứu tinh của mình trong lúc thập tử nhất sinh. Trong lúc phe người Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ vốn không ưa anh em Nhu Diệm. Đang tô phết cho con bài Phan Quang Đán. Nhờ đó Soái không bị tra hỏi. Cả nhóm sĩ quan tham mưu cũng không bị khai thác những bí mật nội bộ vợ chồng soái được ở trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi đi lại tự do chỉ tài xế và lính gác là người tuyến cử đến bảo vệ an ninh vậy thôi cũng không ai dám liều đến tiếp xúc khách quan mà xét chính vợ chồng soái đã bị cô lập qua đó vụ biết rõ vợ chồng soái không tiết lộ gì về hoạt động của anh ngoài ra hầu hết số sĩ quan của soái không biết gì về anh chỉ riêng trung tá thành nam y lại bỏ xoái quan nam vang theo lệnh của phòng nhị pháp. Như vậy, Vũ có cơ sở để kết luận. Việc tuyến đưa anh đi Cần Thơ chỉ có thể là vấn đề hòa hảo còn tồn tại. Tàn quân của ba cụt. Tuyến tin Vũ vì đã có thời anh làm phụ tá cho Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Văn Nhiệm. Đại diện cho phái giáo hòa hảo tham gia chính phủ liên hiệp do Ngô Đình Diệm làm thủ tướng và cả thời gian sau đó anh ở gần Trần Văn Soái, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang hòa hảo, nên anh nắm tình hình nội bộ giáo phái này. Tuyến cần anh đến trợ lực. Vũ ký vội mấy công văn, rồi ra khỏi phòng để tìm Nguyễn Thiệu báo tin. Vũ rời trụ sở, phong trào đô thành, đi gặp Trần Kim Tuyến. Anh cho che chạy ra đường Hai Bà Trưng, không quên ngước nhìn tấm bảng tên đường chưa giáo sơn. Thời gian gần đây, hầu như thành thói quen mỗi lần đến một góc phố trong đô thành vũ đều liếc nhìn tấm bảng để ghi nhớ tên đường mới đổi anh rẽ sang đại lộ thống nhất chạy thẳng đến cổng chính dinh độc lập vào dinh lúc này buộc phải vòng qua trái theo đường nguyễn du đến cổng phụ ở phía sau từ đó có tiểu đoàn phòng vệ thay thế đơn vị bảo an bắc việt canh gác phủ thủ tướng theo phương án cảnh giới của viên sĩ quan phi luật tân việc ra vào dinh trở nên nghiêm ngặt hơn trước xe tới sát cổng sau phải dừng lại tại vạch vôi quy định tên hạ sĩ đến bên cửa xe vũ đưa thẻ đặc biệt để vào dinh độc lập để cho hắn kiểm tra so sánh hình và mặt thật hắn lễ phép chào theo kiểu nhà binh ngoắc tay ra hiệu cho lính gác kéo cây cần chắn sơn màu đen trắng sau khi chính thức đổi tên phòng cơ mật cố vấn chính phủ thành sở nghiên cứu chính trị xã hội thuộc phủ thủ tướng Văn phòng của bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc sở, được chuyển vào chiếm trọn phần trệt tòa nhà biệt lập phía phải dinh độc lập. Tầng trên đang sửa chữa, thiết kế tiện nghi, chuẩn bị chuyển văn phòng cố vấn Ngô Đình Nhu đến trong một ngày gần nhất. Bước vào phòng cách đợi, Vũ thấy Phạm Việt Tuyền, phụ tá của Tổng ủy trưởng công dân vụ Kiều Công Cung, đang ngồi nói chuyện với một đại úy bận quân phục với ba gạch vàng trên vai hắn vẫn còn là sĩ quan pháp vũ nghĩ cả hai đứng dậy bắt tay vũ với nụ cười xã giao thường lệ tuyền nhanh chóng giới thiệu anh lê nguyên vũ phụ tá đặc biệt của bác sĩ tuyến còn đây là nguyễn thanh tùng ở bên phòng nhì mới chuyển về sở phạm việt tuyền vốn là bại học văn hóa của vũ trong những năm còn ở hà nội còn thanh tùng anh nghe tên nhưng chưa một lần tiếp xúc. đại úy thanh tùng hơi nghiêng đầu, rất kiểu cách để chào vũ thêm qua một lần giới thiệu. đúng lúc thái trắng bí thư của tuyến từ hành lang đi ra. anh vũ đã đến rồi ư? anh tuyến đang chờ đấy. xin mời anh vào ngay. hắn hướng về phía phạm việt tuyền. phải xin lỗi anh tuyền thôi. chọn buổi sáng, anh tuyến làm việc với anh vũ, có thể chiều anh trở lại đi. còn anh thanh tùng Xin mời anh đến phòng tôi. Vũ gật đầu chào cả ba người. Đi theo hành lang dẫn tới phòng riêng của Tuyến. Hai bên hành lang là những căn phòng được thiết kế từ vách tường đến cửa đều bọc cách âm. Hệ thống đèn xanh đỏ trên mỗi cánh cửa báo hiệu người ra vào. Khung cảnh thật âm u, gợi lên không khí lạnh lùng. Đúng như danh xưng bí mật của nó, sở mật vụ. Nhìn hai chữ giám đốc màu trắng trên nền đen Bên dưới ngọn đèn xanh bật sáng Vụ gõ cửa Cô thư ký quen thuộc hiện ra Với chiếc áo dài hở cả phần vai Kiểu của bà Nhu Vừa phát minh ra Anh không kịp nhận ra ngay Cô ta cúi đầu lễ phép Mời ông phụ tá vào Bác sĩ đang chờ ông Vũ theo chân đi qua phòng trực Cô gái mở cửa ở phía trong Đứng tránh sang một bên để nhường đường Phòng riêng của tuyến Chiếm hơn 6 mét bề ngang của tòa nhà và sâu vào 10 mét, kể cả phòng ngủ tạm, phòng tắm bên trong. Tuyến dưới bàn giấy đón Vũ cùng ngồi xuống bộ salon lông, tám ghế, choán ở giữa căn phòng. Có việc quan trọng cần nhờ anh giúp cho tôi một tay đây. Hắn ấn nút điện thoại nội bộ. Cho tôi bia lạnh. Tiếng cô gái vọng qua máy. Thưa vâng. Vũ im lặng chờ đợi. Tuyến mở hộp thuốc con mèo, loại 50 điếu mời anh. Qua thái độ thân mật và lời mở đầu của Tuyến, Vũ yên tâm. Anh nhận điếu thuốc. Tuyến tự bật quẹt, mồi cho cả hai. Cô thư ký trịnh trọng bê vào khay ly và hai hộp bia ngoại. Chờ cánh cửa khép lại, Tuyến mới chậm rãi nói. Theo ý anh Nhu, anh sẽ cùng đi Cần Thơ với tôi vào chiều nay. Chúng ta phải giải quyết dứt khoát bọn phiến loạn ba cột. Vũ đăm chiêu nhìn khói thuốc. Anh nghĩ đến điều dự đoán của mình là khá chính xác. Tuyến cũng ly mời uống. Vụ năm lửa về đầu hàng là một thắng lợi quyết định. Ông cụ chứng minh được uy lực cá nhân cũng như sức mạnh nội các mới của mình. Tổng thống Mỹ đã thỏa mãn. Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn viện trợ thẳng cho ông cụ năm đầu 1956-1957 200 triệu đô la. Tính ra gấp 3 lần viện trợ cho Pháp và chính phủ bảo đại. Chúng ta đã thắng Pháp kể cả nhóm thân Pháp quân viễn trinh đang gấp rút về nước chúng ta đã thành công nào uống mừng anh vũ tuyến nới cúc cổ áo phàn nàn sài gòn bắt đầu vào hè rồi nóng nực quá hắn xoay mình với tay tăng số máy điều hòa máy gắn dưới chân tường ngay ở phía sau ghế ngồi gần đây tuyến thường xuyên bận đổ lớn com lê màu sẫm hay xanh đen cà vạt loại đắt tiền có găm vàng cặp xéo học kiểu cố vấn Ngô Đình Nhu. Từ khi nhận chức giám đốc sở nghiên cứu phục thủ tướng, Tuyến chăm sóc hình thức bên ngoài kỹ hơn, thay đổi từ ăn mặc đến nói năng. Thần sắc hắn cũng thay đổi, mập ra, trông khá giả dặn. Ông Lê Sự Đền luôn luôn nhắc nhở ông cụ và cả anh Nhu phải tranh thủ giải quyết nhóm ba cụt trước khi tổ chức bầu cử quốc hội. Cần bình định miền Tây để củng cố lòng tin của Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Anh biết không, ba tháng trước, ngay sau khi soái về đây, ba cụt đã xin gặp lên đền, nhận 2 triệu ứng trước. Trong số 10 triệu, ông lên đền hứa tặng cho hắn trở về tự do hưởng thụ. Hắn thể tốt sẽ nộp vũ khí sau một tháng sắp xếp. Nhưng rồi nó nuốt lời. Lên Sơn cầm lắm, đành chịu buông ra. Chứ trước đó, ông ta vẫn cố ý sử dụng ba cụt như kiểu nhóm Phạm Văn Bời đảng rừng xanh để thành lập lực lượng biệt kích tung ra miền Bắc đánh phá. Sau thất bại này, ông cụ giao lại cho ông đốc phủ thơ. Chính tại ông cụ viết tờ bảo đảm. Nếu bà cụt trở về, cộng tác hứa phong thiếu tướng quân lực quốc gia, xóa hết tội cũ. Qua ông thơ, bà cụt đọc được tờ bảo đảm đó. Hắn liền viết thư gửi ông cụ. Lời lẽ lễ độ, xin nhận lỗi với ông lên đền. Vì trục trặc nội bộ, chưa về đúng hẹn hắn đã gặp ông thơ hai ba lần rồi và đêm nay lần cuối cùng sẽ gặp tại thánh địa hòa hảo xin nộp danh sách binh sĩ kê khai vũ khí và tờ đầu thú để chủ nhật này còn ba ngày nữa kéo tàn quân về cần thơ trình diện nhưng anh nhu cương quyết không tha mạng hắn dù cho lên đên và ông thơ cố ý cho hắn về để sử dụng vì vậy anh nhu chỉ mật cho tôi Bây giờ có thêm anh giúp một tay Phải thực hiện hai phương án Thứ nhất dùng kế điệu hổ ly sơn Đón đường ba cụt để bắt sống hoặc giết Đồng lúc tung ba trung đoàn đánh thẳng vào sao huyệt của hắn Có thể thấy lực lượng ở Cần Thơ, Châu Đốc Mười đánh một Quyết thanh toán một lần cho xong Thứ hai sẽ giữ kín việc ba cụt tiếp xúc và xin về hàng mà chúng ta phải chuẩn bị một chiến dịch trên báo chí đài phát thanh về vụ ba cụt liều lĩnh tấn công quân ta đã bắt hắn tại trận dẹp hết tàn quân phiến loạn tức khắc anh nhu sẽ mở phiên tòa quân sự mặt trận nếu bắt sống được ba cụt xử tử để gian đe những tên còn lăm le lấn lối thế đấy chúng ta phải hiểu ý anh nhu trong vụ này chớ để hắn vuột tay anh nhu cho rằng anh đã từng ở cạnh huỳnh văn nhiệm và soái trong lúc ở bộ nội vụ chắc chắn hiểu rõ tình hình hòa hảo hơn tôi nên nhờ anh giúp tôi Vũ suy nghĩ dày lát tôi sẵn sàng thôi nhưng ý định của ông nhu chắc ông thơ và lên đên chưa biết tất nhiên là không biết để họ biết lại rắc rối chính ông thơ đã hứa bảo vệ an toàn cho ba cột cam kết với đức ông huỳnh công bộ giữ mạng sống của hắn như vậy khi chúng ta chặn bắt hoặc bắn chết ba cụt trên đường về thánh địa ông thơ vẫn còn ở đấy chờ cuộc gặp gỡ vâng ông thơ chờ thánh địa vũ khẽ lắc đầu ông ta sẽ gặp nguy hiểm anh ạ tuyến hơi sững sờ có thể quả tình tôi chưa nghĩ đến điều này trường hợp họ biết sớm tin ba cụt bị lừa ông thơ chưa kịp rời thánh địa thì cũng nguy hiểm nhỉ phải báo trước cho ông ta hiểu ý định của ông nhu để tùy cơ ứng biến Tuyến rụi điếu thuốc hút dở và gạt tàn. Không được anh Vũ ạ. Gia đình họ hàng rồi tài sản của ông Thơ ở vùng Hòa Hảo. Ông ta sợ bị trả thù, chưa nói đến lời hứa hẹn. Nếu biết trước ý định của anh Nhu, bằng giá nào ông ta cũng phản pháo đấy. Dứt khoát, không để tiết lộ lúc này được. Nhưng sau đó, ông ta cũng sẽ biết còn vấn đề danh dự. Tuyến đăm chiêu suy nghĩ dày lát thì việc đã qua rồi. Anh nhu có thể là ông cụ sẽ giải quyết riêng với ông ta. Danh dự cá nhân có nghĩa gì khi đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết? Không thiếu cách giải thích. Vũ mỉm cười, ngó Tuyến thông cảm. Anh cố giữ giọng cho bớt vẻ mỉa mai. Giải thích cách nào khi chính ông Tơ đã bị lừa, chứ không riêng gì ba cụt. Tôi sợ ông đốc phụ sẽ lồng lên cho các anh coi. Tuyến cười thành tiếng. Bọn mình chỉ lo thừa hành Anh hiểu chứ Kệ anh Nhu xử lý với ông ta Chúng ta chỉ lo cách để kéo ông ta ra khỏi hang cọp Trước khi tin tức về đến thánh địa Đúng là chuyện chết người Chứ chẳng phải chơi Không rút kịp Ông ta sẽ bị giữ làm con tin Hay bị giết tức tuổi Cực kỳ nguy hiểm Chắc chắn vậy rồi Dưới đó tín đồ còn sùng bái ba cụt như thần tượng Theo tôi Tối nay xuống đó ta phải bố trí bí mật đưa ông Thơ thoát ra trước. Làm cách nào để họ tin là ông ta vẫn ở lại, chờ cuộc tiếp xúc? Mới ổn được. Đúng, tôi sẽ bịa ra lệnh của anh Nhu, mời ông Thơ về Sài Gòn gấp là xong. Bận rộn quá, đã sơ sót, suýt nữa bắn rẻ mạng sống của ông ta. Không được anh quan tâm nhắc cho, thì đúng là hối không kịp. Chúng ta nhất trí nhá, tranh thủ xuống sớm Tới nơi là giải quyết ngay vụ này Bây giờ anh về lo sắp xếp công việc 4 giờ chiều tôi đón anh tại nhà Đi chung xe với tôi Vũ đứng dậy Tuyến kịp giữ lại Còn việc này nữa Anh cần phải có nhà ở tiện nghi một chút Để anh nằm tận cầu rạch bần Không điện thoại, không an toàn Quá bất tiện Tôi đã xin anh Nhu được căn biệt thự số 5 Vizerier cấp cho anh rồi Đi Cần Thơ về Nhận nhà ngay nhé Cảm ơn anh Cảm ơn quái gì bổn phận của tôi ý chứ Sẽ nhờ bà xã nhà tôi tổ chức tiệc mừng Khi anh dọn đến nhà mới Tuyến vui vẻ tiễn vũ đến cửa Còn nhắc lại Phải dành ngay căn nhà đấy Nhiều thằng ngấp nghé lắm Vũ cười gật đầu bắt tay Tuyến Anh quay ra hành lang Trở lại với cuộc sống lành mạnh Có nghề nghiệp chính đáng Phù Ninh Đa từ chỗ chấp nhận hy sinh đời con gái Hầu hạ Tơ và Cô Nen Hai tiến sĩ quan tình báo Pháp và Mỹ Này đã biến đổi hoàn toàn cả hình thức lẫn tâm hồn Sau khi ngài được ấp ủ vỗ về trong tình thương của Linh Phương Tự nhận làm chị nuôi Phú Ninh Đa tỏ ra rắn giỏi, vui tươi trông thấy Nàng được Linh Phương tin cậy Giao cho quản lý cửa hàng buôn bán xe gắn máy Nhật và vải ngoại nhập Cửa hàng cỡ lớn ở khu thương mại chợ lớn. Hai tòa lầu đúc cạnh nhau, chiếm trọn một góc đầu đoạn đường vòng cung đại lộ khổng tử. Tấm bảng hiệu chạy dài hơn 10 mét, kẻ ba thứ chữ Hoa Anh Việt. Công ty xuất nhập khẩu, xài kinh vĩ. Một bên đặt văn phòng giao dịch, bên kia là cửa hàng với những dãy tủ kính ngang dọc đầy vài lụa màu. Một khoảng trưng bày những mẫu xe gắn máy Nhật kiểu mới đang là loại hàng được nhiều người ưa chuộng. Nhờ biết nói tiếng Pháp, tiếng Mỹ lại thông thạo ngôn ngữ Trung Hoa như tiếng Việt, Linh Đa quá đủ tiêu chuẩn giữ chức vụ cửa hàng trưởng. Giới người Hoa gọi là kinh lý. Của cửa hàng công ty thương mại, nàng được chủ nhiệm họ xài, chồng Linh Phương trọng nề. Linh Phương vừa qua đã tâm sự với Lê Nguyên Vũ. Chúng em cùng chung một cảnh ngộ, cùng có quãng đời chìm sâu tận đáy xã hội, đau xót tủi nhục tự nhiên gắn chặt chúng em thành ruột thịt. Rất biết ơn anh đã mang đến cho em một đứa em hơn tình máu mụ. Nhờ nó, em có đủ nghị lực dựng lại cuộc sống như hôm nay. Hạnh phúc đang bao bọc tâm hồn hai đứa. Cầu trời cho chúng em được sống mãi bên nhau. Vũ đã xúc động trước mối chân tình của Linh Phương và mừng thầm cho Linh Đa. Hai cô gái bất hạnh đã tìm đến nhau kịp thời. Vốn bản chất hiền lương họ mau chóng trở lại cuộc sống lành mạnh. Bây giờ thì họ cần, rất cần có nhau. Mặc nhiên cả hai cùng có ý nghĩ. Mang ơn Lê Nguyên Vũ, người bạn tốt, đúng với ý nghĩa của nó. Cũng như mọi buổi sáng, Phù Ninh Đa trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng ngắn tay, váy xếp đen quá gối, hòa lẫn trong 10 cô gái hoa làm việc trong cửa hàng. Nàng nhanh nhẹn đi qua các quầy hàng, tủ hàng, kiểm tra lại như thường lệ với làn da hồng hào mạnh khỏe, cặp mắt long lanh đèn hơn, hài hòa với nụ cười tươi trẻ. Ninh Đa chan hòa tình cảm với các cô nhân viên bán hàng, không hề phân biệt. Họ díu dít chào nhau thân thiết Như bằng lòng trước sự sạch sẽ ngăn nắp, hấp dẫn của toàn cửa hàng. Ninh Đa trở lại phòng riêng dành cho vị trí kinh lý, điều khiển công việc khá bận rộn của công ty xuất nhập khẩu, có doanh số lớn nhiều triệu đồng vốn góp do các cổ đông vô danh giao toàn quyền cho Tổng Kinh Lý xài kinh vĩ hoạt động. Lúc đó, một chiếc xe hơi mang biển số dân sự dừng trước cửa công ty. Một người Mỹ trung niên rời xe đi vào. Hắn mỉm cười chào cô gái hoa trực cửa, và bằng tiếng Quảng Đông, hắn lễ độ. Tiểu thư làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây có tiểu thư Phủ Ninh Đa làm việc không? Từ có. Tiểu thư Phủ Ninh Đa là kinh lý của cửa hàng chúng tôi. Ông cần gì kia? Người Mỹ vui vẻ nói. Tôi là người quen của tiểu thư Ninh Đa. Xin báo giúp. Có Lusu Conan đến thăm. Cô gái săn đón. Xin ông chờ cho giây lát. Tôi vào báo ngay. Vài phút sau, cô gái trở lại lễ phép. Xin mời ông vào. Tiểu thư Ninh Đa đang chờ ông. Conan đi theo cô gái qua hai dãy tủ kính đầy vài lụa đến trước căn phòng trong cùng cô gái mở cửa nhường cho người mỹ vào và khép lại ninh đa em yêu đấy ư cô nen vui mừng reo lên khi thấy cô gái trong khi ninh đa lạnh lùng khẽ gật đầu và giơ tay cho hắn bắt anh về sài gòn hồi nào cả hai ngồi đối diện trên hai chiếc ghế dành tiếp khách cạnh bàn làm việc của ninh đa cô nen tỏ ra ngỡ ngàng trước thái độ thờ ơ của cô nhân tình anh về tối hôm qua đọc mảnh giấy em để trên bàn biết em đã đến làm việc ở đây sáng ra anh vội đến ngay hình như anh có gì để em giận ninh đa thầm nghi nàng không phải giận mà đã hận hắn thấm thía sự tủi nhục cực độ đêm nào ninh đa nhìn sói vào mắt cô nen vẫn đang soi mói ngó lại nàng gần giọng anh đã mưu đồ trao tôi cho tên đại úy bạn anh phải không nhưng không chỉ một mình hắn mà cả bốn tên luôn phiền hãm hiếp tôi ninh đa uất ức đột ngột đến nghẹn lời nước mắt ứa ra nàng lắc đầu như xua đuổi hình ảnh ghê tởm mà nàng đã cố quên đi tên tiểu tá mỹ sửng sốt pi gơ đã sự tệ với em vì thế mà em đã bỏ nhà đi không chờ anh sao ninh đa gật đầu cô nen thốt lên lời chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ đồ chó đẻ rồi bằng tiếng pháp hắn thấp giọng. anh thể có chúa không hề có ý xấu như em nghĩ anh phải trị thằng khốn nạn đó bắt nó phải xin lỗi em ninh đa bình tĩnh trở lại nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt cô nen và nhếch môi cười mỉa mai và chị luôn cả mấy tên trung tá cấp cao hơn anh nữa ư anh chẳng làm gì được chúng đâu Khi hành động thú vật của chúng Đã thành thói quen Không còn nhân tính Không chút xúc động Trước sự van xin Kêu khóc Của người con gái yếu đuối Còn biết gì Lối phải nữa Tên thiếu ý Mỹ Thiểu não lắc đầu Hắn biểu lộ Sự thương xót Ninh Đa Thực lòng Tội nghiệp cho em Lỗi do anh một phần Anh quá tin bì gơ Vậy anh phải làm gì đây Để khỏi em giận ninh đa dứt khoát em đã tìm được việc làm chỗ ở được sống yên và chỉ cần anh để em sống yên là đủ công cứu em thoát tay bọn phỉ tàu mấy năm qua phục vụ các anh coi như em đã trả xong phẳng cô nen kêu lên như bị điện giật ninh đa em nói gì vậy anh đã đối xử với em như người bạn thân yêu nhất em đã nghĩ sai về anh đấy có thể em nghĩ lầm về anh nhưng em không nghĩ lầm về những người mỹ bạn của anh ninh đa cười rất buồn rồi nói tiếp chúng những con thú rừng đã hành hạ tàn nhẫn thân thể em không kể sống chết hầu như không chịu nổi cô nên giàu dĩ anh van em đừng nhắc nữa chính anh cũng đang giận sôi lên đây dù sao thì anh đã có lỗi lỗi rất nặng ninh đa nhớ lời vũ dặn khi cô nên biết nhận lỗi cứ để hắn nối lại quan hệ với em trong giới hạn bạn bè. Chúng ta cần sự an toàn. Và qua hắn, em sẽ có cơ hội gặp lại trung tá Tơ Ranh Kỳ Ê. Ninh Đa dịu giọng. Em cố quên để được sống yên sau tai nạn khủng kiếp đó. Nhưng hôm nay gặp anh, em buộc phải kể lại. Cô Nen vẫn bằng hai bàn tay to lớn ấp chặt bàn tay cô gái. Em còn tin anh là hạnh phúc cho anh rồi. Hắn lái câu chuyện sang hướng khác bằng cách nào mà em tìm ra chỗ làm ở đây mà còn quản lý một cửa hàng cỡ lớn này đây là công ty xuất nhập khẩu của chị linh phương đấy linh phương bạn thân của tơ ranh vâng chính chị ấy sau cái chết của ông tư hiểu ít lâu chị linh phương đã chính thức kết hôn với anh sài kinh vĩ con trai một thương gia hoa kiều ở đà nẵng chị ấy đã hy sinh đời con gái đổi lấy sự trung thành của Tư Hiểu với người anh họ. Tư Hiểu chết đã giải thoát cuộc sống tủi nhục suốt 10 năm. Bây giờ hạnh phúc đã đến với chị ấy. Còn em, hồi tôi ranh kỳ ê về nước, có dặn em khi gặp khó khăn đến nhà chị Linh Phương giúp đỡ. Em đã làm đúng lời dặn đó. Trong câu chuyện Ninh Đa đã cố ý không nhắc đến Vũ. Và được Linh Phương nhận giao cho việc làm. Vâng, không chỉ có việc làm mà còn có chỗ ở Có cả tình thương ruột thịt mà chị ấy dành cho em Vẫn không rời bàn tay Ninh Đa Cô nền vỗ về Vậy em không trở lại với anh nữa sao? Ninh Đa lắc đầu Không, em sợ lắm Anh còn nhớ chứ Anh đã hứa với Trang Kỳ Ê e Bao bọc em cho tới khi em kiếm được chồng Và cũng chính anh nói Trước khi đi Thái Lan Em cần có việc làm, cần có chồng anh nhớ Nhưng hiện giờ em chưa có Mà dù lấy chồng rồi Em có thể qua lại với anh Tình cảm giữa chúng ta không có gì thay đổi Ninh Đa nhỏ nhẹ nói Em sẽ có người yêu Và đến lúc em phải có chồng Để có cuộc sống như mọi người Anh cô nè ạ Với anh Vâng, chỉ còn là tình bạn Em tin anh đối xử đúng đắn với em Cảm ơn Ninh Đa đã tin anh Nhưng thực lòng anh không muốn mất em trong những ngày còn lại ở việt nam công tác em biết đây anh không có bạn gái nào khác ngoài em nỡ nào bỏ anh cô đơn ninh đa ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lơ của cô nen giọng nàng đanh lại em là gái việt em sẽ lấy chồng người việt tập tục xã hội sẵn sàng bao dung tha thứ cho người con gái lầm lỡ lúc đầu nhưng khi trở thành người vợ sẽ không được tha thứ nữa nếu cố tình quan hệ bất chính em phải bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu và hạnh phúc của chính mình anh nghiệp cho em cô nên buồn bã thở dài hắn tà tay cô gái ngồi thẳng lên dựa vào lưng ghế chậm rãi lấy gói thuốc trong túi gắn một điếu lên môi bật quẹt hút cặp máy co lại hắn nheo mắt đăm chiêu nhìn làn khói vươn cao cả hai lặng im lát sau hắn ngập ngừng Công việc của anh phải ở luôn bên Bangkok 3-4 tháng mới có dịp về Sài Gòn Gặp cấp trên Anh hy vọng mỗi lần về Lại được gần gũi em ít ngày Mời em khiêu vũ đi ăn với nhau Em dành cho anh những ngày hạnh phúc Linh Đa cầm chiếc gạt tàn thuốc Sạch nguyên đặt trước mặt cô Nen Để kéo dài sự suy nghĩ Có thể được chứ Nhưng xin anh giữ đúng Giới hạn tình cảm bạn bè Vượt quá phạm vi Buộc em phải cắt đứt quan hệ và để bớt căng thẳng Ninh Đa ngước mắt nhìn lên cười nhẹ Chẳng lẽ anh thương em Mà không lo hạnh phúc tương lai cho em sao Cô nên phát hiện cô nhân tình Dễ bảo ngày nào Đã hoàn toàn thay đổi Và đúng lúc này Hắn mới thấy vẻ đẹp lành mạnh Trong sáng của cô gái Toát ra uy lực đủ chế ngự hắn Hắn trở nên rẻ dặt Trong lòng không khỏi tiếc nuối Những ngày gần gũi dễ dàng đã không nhận ra ở Ninh Đa cái vẻ đẹp kiêu xa đó. Cô Nen đành xuống nước. Tất nhiên, anh có bổn phận trân trọng hạnh phúc của em. Và xin hứa giữ đúng giới hạn em dành cho anh để không bị mất em, mất hết. Mắt nàng sáng rực rỡ, lộ rõ tâm hồn nàng đang rực sáng. Đến đây, nàng chắc chắn đã giải tỏa xong nỗi băn khoăn dằn vặt suốt mấy tháng chờ cô Nen trở lại. Với nụ cười cởi mở hơn Ninh Đa đưa tay cho cô nén bắt Cảm ơn anh Em có giờ rảnh mỗi chiều cuối tuần Từ 6 giờ đến khuya Anh có thể đến đón em Anh nhớ cho Chị Linh Phương rất nghiêm khắc Chị đã tạo lại cuộc sống cho em Em phải vâng lời Nàng đứng lên có ý đuổi khách Nhưng tên thiếu tá Mỹ chưa muốn rời đi Giọng hắn năn nỉ Ninh Đa Số tiền anh để lại trước khi đi Thái Lan Tại sao em không sử dụng? Còn y nguyên ở trong tủ. Em giận anh đến mức đó ư? Anh không có nhiều, nhưng đâu phải thiếu thốn. Anh đã dành cho em được 50.000 đô la đứng tên em ở ngân hàng. Định chờ em khi lấy chồng anh mới đưa. Nhưng bây giờ thì cũng đúng lúc giao trước cho em. Em tự giữ lấy. Hắn rút trong túi ra tập phong bì đặt vào tay cô gái. Ninh Đa suy nghĩ và quyết định khá nhanh. Hiện giờ nàng có cuộc sống đầy đủ Hơn nữa Linh Phương sẵn sàng cho nàng số tiền Có thể nhiều hơn khi cần đến Nhưng với cô Nen Nàng chẳng có gì phải giữ thế Mà đó là sự sòng phẳng Sẽ có nhiều dịp sử dụng nó Giúp người gặp hoàn cảnh khó khăn Trong cái xã hội đầy rẫy đau thương này Nàng nhận mà không cảm ơn Được thôi Nhưng anh có nghĩ rằng Những đồng đô la này Là để xóa đi Cô Nen hoa tay chặn lại Không, anh không có ý xấu Chỉ với lòng chân thành thôi Và để Ninh Đa không kịp thay đổi ý kiến Hắn kết thúc Rất cảm ơn em đã nhận cho anh Tối thứ bảy tới Chúng ta sẽ gặp lại Nói chuyện nhiều hơn Cô Nen đứng dậy Ninh Đa không tránh né Khi hắn đặt chiếc hôn lên trán nàng Chỉ còn một mình ở trong phòng Ninh Đa thả người xuống ghế Nhắm mắt, thở ra Nàng có cảm tưởng vừa cất được gánh nặng ở trên vai xuống sau một đoạn đường dài lên dốc như ngày nào còn ở quê nhà. Mối lo duy nhất đối với tên thiếu tá Zeya mà suốt mấy tháng ám ảnh nàng coi như đã dứt khoát giải quyết. Nỗi mừng kéo đến, lùa hết sự mệt mỏi trong thời gian căng thẳng vừa qua. Ninh Đa trồm lên, ấn nút điện thoại, giọng nàng như reo lên. Chị Linh Phương, chị đây, có việc gì vậy Ninh Đa? cô nen vừa đến tìm em hai đứa nói chuyện hơn một tiếng hắn không hề gây khó khăn cho em mừng quá chị ơi vậy là xong hết chị mừng cho em đấy em nên gặp chị đi nói chuyện cho dễ dạ ninh đa vẫn cầm chiếc phong bì ở trong tay lao ra khỏi căn phòng vì đã hứa đến ăn cơm với vợ chồng hoàng văn lê nguyên vũ không kịp về nhà anh rời văn phòng sở nghiên cứu đến thẳng nhà hoàng văn vừa đúng 12 giờ trưa. Tôi cứ sợ chú bị kẹt công việc không đến được. Hoàng Văn vui vẻ đón Vũ từ ngoài cổng. Không thấy chị và các cháu, đâu cả rồi anh. Họ đến ngoại từ chiều qua lận, có dỗ bà, vắng họ, anh em mình càng tự do nói chuyện. Đã sẵn sàng cả rồi, nào xin mời. Vũ lắc đầu từ chối. Cũng định đến chơi với anh lâu để nói chuyện dài dài, nhưng kẹt có việc gấp, phải sửa soạn đi Cần Thơ ngay trong chiều nay nên chỉ có thể ngồi với anh ít phút thôi chú đi một mình à việc chi phải xuống tới tận đó đi với tuyến về vụ hòa hảo soái ra hàng rồi còn gì nữa bọn mỹ đang quảng cáo tán dương ông diệm hết lời mà vấn đề hòa hảo coi như ổn còn nhóm ba cụt đó thôi anh hoàng văn rót la vi đưa tận tay cho vũ cả hai cùng uống văn tiếp lời tàn quân ba cụt đáng gì Ông ta đang rất nguy ngập Pháp không ngó tới Xoái thì bỏ rơi Bị vây chặt suốt 3 tháng Hết đạm thiếu ăn Đã chịu nhận về hàng Ngày đầu ba cụt đã nhận trước 2 triệu Do chính lên đền đưa xuống Vậy là hết Bọn Mỹ cũng nói vậy Vũ lái câu chuyện sang hướng khác Anh dạy pháp văn cho bao nhiêu cố vấn Mỹ Hoàng Văn rót tiếp là vì cho Vũ Biểu lộ sự săn sóc, thân tình Và kể trước đây chỉ có ba người học tiếng pháp tuần lễ chỉ học bốn buổi chiều tại văn phòng cơ quan viện trợ hoa kỳ ở đường ngô thời Nhậm bắt đầu từ tháng này họ đề nghị tôi mở ra ba nhóm tăng buổi dậy sáng chiều và tối cho mỗi nhóm nhóm tòa đại sứ có francicon hiện là đệ nhất tham vụ franklin đệ nhị tham vụ fernet x chưa rõ chức vụ nhóm ca thuộc cơ sở Michigan, Danny and Smith, Sun, Sirasan, Tata Hút, nhóm USOM, có Markford, cô thư ký Pauline, và Montgomery. Tất cả đã học tiếng Pháp cơ bản. Bây giờ cần luyện nghe và viết cho đúng, thông thạo hơn. Có dành cho mỗi nhóm một buổi trong tuần, học vỡ lòng tiếng Việt. Công việc của tôi thế đấy. Chú biết không? Họ tự ý định lượng khoán cao gấp 3 lần lương bộ trưởng. Đã chưa? Đã quá chứ. Thịch thú là anh được làm thầy cả bọn sứ quán. CA gọc nữa. Trong khi anh em ông Diệm chỉ biết gật đầu tuân lệnh họ. Ai hơn ai nào? Nhưng trong mấy tháng quan hệ với người Mỹ, anh hiểu họ được gì? Hoàng Văn suy nghĩ giải lát. Cái chính là tôi chẳng quan tâm. Phần họ cũng đè đặt với tôi chú ạ. Tôi lo dậy họ cần học mà học cũng có kỷ luật chăm đúng mức buộc mình phải tận tâm hơn thời gian học rất hạn chế xít sao không còn cơ hội chuyện trò chỉ vài ngày đầu có trao đổi qua lại kiểu xã giao làm quen tôi cũng chưa hiểu gì về họ vũ xúc động trước thái độ và lời nói thật thà của hoàng văn cái vẻ hồn nhiên vô tâm của anh sẽ giúp cho anh củng cố được sự tin cậy bọn mỹ sẽ mất cảnh giác không đề phòng và một lúc nào đó văn có khả năng đột ngột tìm hiểu số tin tức có tính chiến lược theo yêu cầu của trung tâm từ buổi đầu quen biết rồi hai năm gần gũi văn đã dành cho vũ tình cảm không khác gì anh em ruột thịt đổi lại anh đã có ý nguyện dẫn dắt người anh kết nghĩa trở về với cách mạng hiện nay văn có điều kiện khá thuận lợi có khả năng đi sâu bám bọn cầm đầu tổ chức tình báo mỹ sứ quán và số cố vấn quân sự. Đó là mục tiêu tình báo trọng yếu bậc nhất, không dễ có mấy ai tạo được chỗ đứng chân tốt như vậy. Đây cũng là cơ hội để Văn được cống hiến công đầu. Dục Vũ có quyết tâm mạnh hơn, muốn đạt được kết quả, Vũ nghĩ, cần phải hết sức tận trọng, gìn giữ cho Văn từng bước đi vững chắc, an toàn. Anh chậm rãi nói. Tuy anh được hai linh mục đủ uy tín với Mỹ Bảo lãnh giới thiệu nhưng không phải vậy mà những người Mỹ học Anh thiếu cảnh giác đề phòng. Những người Mỹ cỡ lớn đang học tiếng Pháp, tiếng Việt về Anh, đó không phải là loạn tầm thường. Họ đều là những tay lão luyện trong nghề tình báo, hiện đang nắm trọn chính phủ ông Diệu ở trong tay. Họ đã trả lương cho Anh gấp 3 lần lương một bộ trưởng đương thời. Nhiều quá chứ. Công việc dạy học của Anh lại không nặng nhọc, khó khăn bằng công việc của bộ trưởng. Vì vậy, Anh nên giữ gìn chớ có lộ ý tò mò tìm hiểu vu vơ về họ về hoạt động của họ có thể mất việc làm đôi lúc còn nguy hiểm nếu để họ nghi ngờ tôi hiểu trước khi đến nhận việc đã ba lần tôi bị thẩm tra họ ghi âm công khai mỗi lần tiếp xúc nhưng lý lịch và quá trình làm việc của tôi rõ ràng minh mạch họ tỏ ra yên tâm và để điều tra cả nhà tôi cô thư ký bao lin lấy cớ muốn làm quen với bà giáo muốn được ăn bữa cơm Việt Nam đã cùng với tên thông dịch da đen đến nhà tôi vào một buổi tối thứ bảy. Nhưng mọi việc đều tốt đẹp. Kết quả có lẽ họ đã tin mới mở ra ba nhóm học. Thế đây, còn công việc của chú bên đó ra sao rồi? Vũ đâm chiêu nhìn coi thuốc. Anh suy nghĩ cách trả lời. Nhằm giúp Văn nắm được vấn đề cụ thể để từng bước nhận rõ mặt trái của cái chính phủ diệm trong âm mưu của đế quốc mỹ vũ cân nhắc từng câu công việc chính của tôi là phụ tá cho tiến trong công tác phong trào đô thành dưới hình thức giúp cho nguyễn văn thiệu về thiệu tôi giao thiệp mới đây thôi chưa hiểu sâu chỉ biết thiệu được tín nhiệm có lẽ vì tân sinh già hắn đồng liêu với ông diệu là một nhà báo lém lỉnh ham địa vị thích làm giàu nhưng lại thiếu năng lực ít kinh nghiệm hoạt động quần chúng dù đã là ủy viên trung ương đảng cần lao thì âu chỉ biết nhắm mắt chống cộng sản chối chết còn phong trào cách mạng quốc gia danh xưng kêu lắm thực chất là gì chỉ là con đẻ của sở mật vụ ông ngô đình nhu đang thực hiện kế hoạch tát nước bắt cá và quốc sách tố cộng diệt cộng rất ác liệt phía kia phong trào mở cửa ra đón người dân cần tạm yên thân phải xô đến nhận thẻ đoàn viên phong trào Ông Diệm tự đánh giá sức mạnh của mình bằng con số cả triệu người ở trên giấy. Còn với Việt Cộng thì sao? Ông Diệm định áp đặt cái quốc sách tố cộng diệt cộng là cụm đầu vào đá. Việt Cộng có chính nghĩa, họ đã lãnh đạo toàn dân. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thành công với trận thắng Điện Biên Phủ vang dội thế giới. Như vậy mà ông Diệm lớn tiếng kêu gào diệt cộng, kỳ cục quá đi chứ làm sao đánh lận con đen nổi. Ông Diệm còn tự vỗ ngực, rêu rao, có công đuổi Pháp ra khỏi miền Nam. Không đầy hai năm giành độc lập, phần nửa nước không tốn viên đạn nào. Anh có tin được không? Anh và cả tôi nữa đã mắt thấy tai nghe, tình cảnh khó khăn. Pháp buộc phải nhượng bộ cho Hoa Kỳ. Nếu chính phủ Pháp không kịp thời ngăn chặn thì chỉ với hình, vĩ và bọn viễn, xoái cũng thừa sức chặt đầu anh em ông Diệm từ đầu năm ngoái rồi. đồng bào miền Nam chưa hiểu rõ việt cộng. anh em ông Diệm cố ý thay hình đổi dạng việt cộng thành quỷ dữ, lừa được ai đây? theo tôi, ông Diệm phải làm cách gì khác kia. tung hỏa mù kiểu đó khó ăn lắm. vũ ngừng lại, cả hai im lặng. cuối cùng, với thái độ từ tốn, vặn lên tiếng. tất nhiên những gì chú thấy tôi thấy có lẽ nhiều người khác cũng vậy nhưng cách nhìn cách hiểu khác nhau theo tôi mỹ công khai tế pháp trực tiếp nắm phần nửa việt nam bằng chủ thuyết chống cộng sản bằng danh nghĩa giúp người việt không cộng sản nhằm thành lập vòng đai quân sự bảo vệ quyền lợi của họ ở vùng đông nam á thái bình dương tôi cũng đã hiểu nhóm ông diệm là đại diện cho tầng lớp quản lại phong kiến lớp tư sản có hàng chục năm gắn bó quyền lợi với Pháp. nay Pháp đi, họ bám Mỹ, quyết sống chết với quyền lợi, quyết chống cộng tới cùng. Họ rêu ra Việt Cộng là ma quỷ, nhưng tránh né danh thức kháng chiến. Luận điệu quả khó lọt tai nhân dân nói chung, nhưng họ còn tin sẽ có nhiều triệu người nghe họ. Nào giáo dân di cư, tín đồ hòa hảo, rồi cao đài, Phật giáo. Trong câu chuyện những người Mỹ học tôi, Họ nói về cuộc điều tra dân số Di cư từ Bắc vào Có tới trên 20 vạn gái mại dâm Dân nghiện thuốc phiện Lưu manh, trộm cắp Không có chỗ nương thân Dưới chế độ Cộng sản miền Bắc Chúng chạy vào đây tìm tự do Số này dĩ nhiên ủng hộ chế độ diệm hết mình Văn bật cười Vũ cũng cười theo Tôi nghĩ người Mỹ cũng như anh em ông Diệm phải thấy. Phải biết như chúng ta biết nhưng để đạt được mục đích riêng, họ tìm mọi cách nói sao cho người ta nghe theo. Mặt khác, nhất là người Mỹ, họ tin vào sức mạnh của đô la. Tiền sẽ làm mờ mắt tất cả. Xấu sẽ trở nên đẹp. Yếu sẽ biến thành mạnh. Tôi đã thấy những khuôn mặt xuất hiện ở bộ thông tin trong văn phòng USOM như Phạm Duy, Chu Văn Bình, Vũ Hoàng Trương. Hàng mấy chục tên vô gia với bọn Mỹ. Mới người thấy hơi tiền họ bu lại như ruồi tán dương nịnh nọt kiếm chỗ những tướng tá thân cận trung thành với pháp đã chạy đến cúi đầu trước gối của ông diệm như lê văn tị nguyễn văn vĩ chắc chú cũng đã thấy rồi đấy ngay đến các vị linh mục bạn thân của chúng ta cũng thừa nhận hoa kỳ là chủ nhân của thế giới cộng sản chẳng qua là căn bệnh giai đoạn sức mạnh của đô la và bom nguyên tử sẽ trị lành mau lẹ đấy là cách hiểu của họ riêng tôi được gần gũi chú tôi đã biết nhìn để thấy biết để nghe suy ngẫm quả đúng là pháp rồi mỹ cùng hai tập đoàn thân tín họ không phải vì dân tộc vì đất nước việt nam mà chống việt cộng trước hết vì quyền lợi của nước pháp bây giờ là của hoa kỳ vũ vừa xúc động vừa phấn khởi chăm chú nghe không sót một lời một ý nào của người anh kết nghĩa Rõ ràng Hoàng Văn lúc này không phải là Hoàng Văn của hai năm về trước, chỉ biết đi làm, kiếm tiền, cầu an và hưởng thụ. Hoàng Văn đã quan tâm đến thời cuộc, đã nhận thức tình hình, tiến bộ rõ rệt. Vũ chăm chú nhìn vầng trán của Văn đã lộ vài nét suy tư của lối tuổi sắp xỉ 50. Tuổi của những người trở nên chín chắn, tự nhiên theo quy luật. Văn đốt điếu thuốc rồi nói tiếp. Vừa rồi, Francis Cơn Lơn đệ nhất tham vụ tòa đại sứ mỹ tay này có cảm tình với tôi nhất hỏi ý kiến tôi về việc ra ứng cử dân biểu quốc hội sắp tới tôi từ chối ngay chú biết đấy tôi chẳng ưa địa vị tôi chỉ cần làm gì có tiền sống an nhàn là nhất rồi cơn lơn tỏ vẻ ngạc nhiên có thể vì mấy ai từ chối cơ hội vàng này nhưng việc ứng cử dân biểu tại sao bọn mỹ có quyền giới thiệu hoàng văn cười vui vẻ Chú định hỏi thử tôi đấy sao? Chúng ta còn lạ gì? Quý vị hội đồng do người Pháp xếp đặt trước kia. Bây giờ thì ông chủ Mỹ tay tế xếp đặt quốc hội dân cử. Rồi bên phong trào các chú để cử người. Tổ chức phòng phiếu, nhóm phiếu kiểu cũng lại do tay chân của phong trào kiềm nhiệm. Tất cả chỉ là bịp bợm, phải không nào? Cứ cho là vậy đi. Nhưng làm dân biểu chắc chắn lại bền, lương cao nhiệm kỳ 4 năm đấy. Văn lắc đầu. Chắc chắn ông Nhiệm trả lương cao cho quý vị dân biểu, ít hơn người Mỹ trả cho tôi chứ. Còn công việc lâu dài, phải nói phía tôi bền hơn. Hiện nay những người Mỹ cấp cao học tôi, ít ra phải 3 năm mới đạt yêu cầu. Tiếp đó, đến tất cả nhân viên Mỹ qua công tác tại Việt Nam bắt buộc phải học tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Cả ngàn tên, không ít đâu chỉ sợ không có đủ thời gian hoặc họ không được ở Việt Nam lâu thôi nghề của tôi đảm bảo hơn anh dân biểu của ông Diệm là cái chắc Văn cười lên thành tiếng làm thầy thằng Mỹ khỏe hơn làm đầy tớ cho anh em ông Diệm chú hiểu không Vũ cười thích thú đúng quá rồi này tôi phải về chuẩn bị đi Cần Thơ chuyện đang vui tiệc thật thôi để vài hôm nữa sẽ gặp lại bạn tiếp anh Văn ạ Tuyến đã xin cho tôi căn nhà số 5 Vizerio. Trở về tôi sẽ dọn đến chỗ ở mới. Nhất chú rồi, con đường đó yên tĩnh đấy. Hoàng Văn đứng lên, đưa chân Vũ ra tận cổng, còn dặn thêm. Công việc xong, về cho tôi biết tin ngay nhé. Chắc có nhiều chuyện lạ được nghe chú kể lại. Bắt tay Văn thật chặt, Vũ hứa. Tất nhiên là phải thuật lại tất cả cho anh nghe. Xế trưa, trời Sài Gòn vẫn nắng gay gắt. Vũ cho xe phóng nhanh trên đường mới đổi tên, đại lộ Trần Hưng Đạo. Hai bên đường, những khoảng trống còn hoang lầy hôm nào, nay đã mọc lên những căn phố khang trang khép kín. Thành phố đổi mới từng ngày, đúng với ý đồ của bọn thực dân kiểu mới. Hết phần 2. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3.